Giờ đây, ngồi giữa rừng núi thôn Tà Rùng, xã Húc, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, người đàn ông này chẳng thể làm gì khác. Ông khóc nức nở mỗi khi thấy lực lượng chức năng đưa thi thể người thân ra ngoài. Ngày 18 tháng 10 năm 2020, sau nhiều nỗ lực, lực lượng chức năng và dân bản đã đào được 6 thi thể trong ngôi nhà bị sạt lở, vùi lấp ở thôn Tà Rùng. Một tai nạn quá thảm khốc đối với người dân thôn này. Trước đó, vào lúc 17 giờ ngày 17 tháng 10, căn nhà của ông Hồ Văn Phơi bị đất đá sạt lở vùi lấp. Lúc này trong nhà có vợ chồng ông Phơi cùng 4 người con. Đến khoảng 17 giờ 30, người dân đã đưa được vợ của ông Phơi cùng người con ra ngoài, nhưng hai người không qua khỏi. Trong đêm, mưa vẫn không ngớt, nhưng chính quyền thôn dân bản vẫn dùng cuốc xẻng và tay để đào bới, tìm kiếm người mất tích trong bùn đất. Ông Hồ Văn Carai, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Húc cho biết, số người chết sẽ thêm một người nữa nếu như tính thêm cái thai trong bụng của vợ của ông Phơi. Người thì đã mất, chỉ để lại núi rừng những tiếng khóc bi thương.